Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay lên cho anh em một em siêu phẩm anh em ơi. Một em siêu phẩm có tên là Yanma Baten 84 anh em ơi. Ha. Này thì đẹp phải nói là len ken sà beng. Con này đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Ha. Anh em nhìn cái bô ha. Cụ đề đời cao của đề Denso 12V. Đó, make in Japan. Con này thì nó về thì nó có hai cái bơm dầu thủy lực ha, cục trước cục sau đó, trong lốc đóng nè 84, con này zin toàn tập nha anh em ơi. Đó, đây đóng nữa nè, ba tên 84 ha, bô nè, củ lửa phía trên còn rất là ok sáng nè, mặt trước ở đây nè, trước ha len ken sà beng. Đó, bên đây tép dầu. À, ốc ác bảy màu anh em, tép dầu tem đỏ ha. Đó, máy là mà chưa bung chưa gì hết, bát dầu mình chưa tháo luôn nha anh em ơi. À, xin toàn tập này. À, con này có tắt điện nha, cục tắt điện của nó, dầu đây, có vô hút nó đây nè, rất là đẹp rất là sáng luôn. Con này thì bét kim nha anh em ơi, à, bét kim anh em thấy nè, bét là em chưa tháo chưa bung luôn, chớn nắp xi lắp nó anh em khỏi phải chơi ha, đó đang bung luôn ha, không chóc một miếng sơn, chớ nắp xi lắp rất đẹp luôn ha, ốc ác bảy màu đây. Rồi thông tin kỹ thuật nó đây anh em, chụp cò đây rồi bị chói luôn. Ủa sao cái camera của em nó bị gì ta, đây ba ten 84 ha, ra 1c 30 ngựa, tua hàng 8, tua mắc là 3000, dung tích xi lanh là 1.429 lít. Cái mã máy là 53793 anh em ơi, lưu ý ha, em bán cái máy nào là trùng đúng cái mã đó anh em ơi. Ví dụ anh em chốt cái mã này, rồi để ý ha, 53793 là giao đúng con máy này nha anh em ơi. Đó. Nhớt đây. Nhớt chụp như này thì sáng giới luôn nha anh em ơi. Nha, quay gì chắc anh em không thấy đâu. Nhưng mà đó. Ha, quay trong anh em thấy trong không? Trong ốc đó, ốc sáng giới luôn. Rồi ok cho nổ đi mấy em ơi. Rồi giờ cho nổ anh em ơi. Chích nhẹ cái nổ thôi ha. Rất là nhẹ nhàng nha anh em ơi. Trong nè, nó có cái kéo nè ha, anh em dặn vô gắn vô là xài được tắt điện ha. Đó, còn máy bên em bán cho anh em là bao zin toàn tập ha, rồi báo giá cho anh em luôn ha. Con này em đang bán với giá là 29 triệu chưa vận chuyển nha anh em ơi, 29 triệu chưa vận chuyển ha, anh em nào cần thì cứ ở em ha. À, em thì ở Dĩ An Bình Dương nha anh em ơi ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.